Vâng, xin chào tất cả mọi người, chào tất cả anh chị em yêu thích và đam mê hoa lan rừng đã đến với kênh của Vườn Lan Trường Sơn. Chúc các bạn một ngày mới thật vui vẻ, thành công trên mọi lĩnh vực và sưu tầm được nhiều loài hoa lan đẹp trên mọi miền Tổ quốc. Thì hôm nay cũng xin giới thiệu cho anh chị em một cái chậu hồng á hậu rất là to và hoa đã nở tại vườn đây rồi. Đấy, đây là cây của hai anh em chung nhau. Thời điểm này thì nó đang có một cái kỳ trên thân rất là to. Đấy. Anh chị em nào muốn sưu tầm thì mình sẽ chia sẻ cái kỳ này nhé. Kỳ này cực kỳ là to này. Đấy. Độ dài chắc phải tầm độ 15 cm rồi mọi người nhé. Đấy, anh chị em nào sưu tầm thì mình sẽ cắt nguyên cả cái đoạn này để cho anh chị em về chỉ việc trồng thôi. Đấy. Cái hồng á hậu này năm ngoái cây như này chắc cũng có vài tỏi. Đấy. Nhưng năm nay giá thị trường nó rớt thê thảm rồi thì để cho anh chị em sưu tầm thôi. Còn chưa biết là lúc nào là cây cối. Nhưng với những người đam mê thì đây là một trong những cái cơ hội để cho mọi người sưu tầm được những cây hồng á hậu rất là đẹp, cực kỳ là hay luôn. Ngoài ra thì mình vẫn còn những cái chậu hồng á hậu đấy, cắt khúc đấy ở những cái cây mẹ ra đây rồi đấy, cắt khúc nhá, ươm tự nhiên, bộ lá xòe rất là đẹp. Những cái cây bé bé này thì mình chia sẻ cho mọi người với cái giá là 1.500.000 đồng một ki nhé. Đấy. Cây như này, cây hồng á hậu như này thì là 1.200.000 đồng này. Anh chị em sưu tầm những cái cây mà khỏe đẹp thì mình sẽ chia sẻ cho anh chị em và mọi người. Đấy. Đây cũng cây á hậu này. Cây này 1.200.000 đồng này. Còn những cái cây nào mà nó cảm thấy nó không được khỏe thì mình không chia sẻ cho mọi người đâu. Đấy. Cây này nữa. Cây này cũng rất là đẹp, rất là khỏe. 1.500.000 đồng. Đấy. Mọi người nhìn thấy rồi. Đấy. Còn kỳ này bé. Cũng xinh xắn. Lá cũng khá là ổn. Chậu này thì anh em nào lấy thì là 1.1 triệu này. Đây. Cây này thì quá đẹp. Cây hồng á hậu này giá là 1.500.000. Đấy. Thôi bán vài ki như vậy thôi để cho mọi người sưu tầm. Đấy. Thì đấy là một trong những cái cây mà rất là đẹp và rất là khỏe. Ngoài ra thì cho mọi người anh chị em ngắm cây này gọi là cây hồng bồng lai. Đấy. Có mấy ki thôi. Đấy, sưu tầm nữa chứ chưa chia sẻ cho anh chị em lúc này. Cây rất là ổn, hồng bồng lai. Trong vườn thì còn khá là nhiều HO, hồng yên thủy, hồng mỹ nhân, phú thọ. Hồng yên thủy đây. Đang hoa này, sắp tàn cho nên là cây nó không được ấy. Thì anh chị em nào muốn sưu tầm thì cứ liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại là 0987829002. Số điện thoại này mình dùng cho cả Zalo và Facebook mọi người nhé. Ví dụ như một cậu ho như thế này rất là đẹp, mình bán ra cũng chỉ có 600.000 đồng thôi, hai mầm gốc và một thân già kèm với ki. Anh chị em nào sưu tầm thì cứ liên hệ mình chia sẻ cho các bạn. Vâng, rất cảm ơn mọi người, cảm ơn tất cả anh chị em đã thường xuyên theo dõi kênh của Vườn Lan Trường Sơn. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị em ở những video clip tiếp theo.